Vâng, xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, đây là chiếc kệ tivi mặt ván liền nguyên tấm nguyên khối có độ dày là 8 phân đã được Mộc Nam Huy sơn hoàn thiện và sản phẩm chuẩn bị giao cho anh Nguyên ở Long Khánh thuộc Đồng Nai. Vâng, thưa quý vị, thì ngay tại đây Huy xin phép quay lại cái clip này để giới thiệu và báo giá đến quý vị về một chiếc kệ tivi được một cái mẫu mà nó được khách hàng rất ưa chuộng tại Mộc Nam Huy, với thiết kế rất là đơn giản. Thế tuy nhiên thì có giá trị rất là cao bởi những cái tấm mặt nguyên tấm nguyên khối và những cái phần chân nguyên tấm nguyên khối hết quý vị nhé. Thiết kế thì hoàn toàn không có đục chạm gì hết ở trên chiếc mẫu kệ tivi này, với cái chiều dài là 2m17, chiều cao là 81 và chiều sâu là 42. Các kích thước này thì quý vị hoàn toàn có thể đặt theo yêu cầu tại Mộc Nam Huy. Quý vị có thể căn theo kích thước của nhà và yêu cầu Mộc Nam Huy chúng tôi thi công cho quý vị theo đúng yêu cầu. Trên bề mặt nguyên tấm nguyên khối có cái độ sâu là 42, độ dày là 8 phân quý vị nhé. Một cái độ phải nói là rất là dày. Khi chúng ta sử dụng những chiếc tivi thì quý vị cứ thoải mái yên tâm yên trí, tại vì đây là những cái phần nó quá là dày. Đấy, rất là đẹp quý vị nhé. Gỗ là được Mộc Nam Huy làm, lựa lục lạc hết tất cả các mặt, mặt trước, mặt sau, trên dưới, trong ngoài thì đều lựa hết, kiểm tra rất là kỹ. Về thiết kế thì ở đây sản phẩm mình chỉ có hai hộp kéo ở hai bên. Quý vị nhìn từ xa hai cái hộp kéo này thì Mộc Nam Huy làm những cái rãnh ở dưới để quý vị đưa tay vô, quý vị móc cái hộp kéo ra quý vị nhá. Đó, còn ở phía bên trên chúng ta để tivi, ở bên dưới quý vị có thể để đầu máy âm ly, quý vị để ở bên dưới đây. Đó là cái thiết kế của chiếc kệ này. Với các cái phần chân cũng được Mộc Nam Huy làm rất là dày, với các bản chân trước làm dày 10 phân quý vị nhé. Đó, bản chân sau là dày 7 phân rưỡi. Đây là cái mặt mặt trước, nhưng mà ý là mặt tiền là 10 quý vị nhé, còn mặt bên hông là làm 7 phân rưỡi. Chân sau cũng làm 7 phân rưỡi và bản mặt là bản mặt 10. Quý vị có thể xem cái chất liệu cây ở phần mặt sau, hoàn toàn là chất liệu gỗ quá đỏ hết 100%. Và đây là chiếc được Mộc Nam Huy trực tiếp sản xuất công khai và báo giá đến quý vị. Vâng, quay những cái sản phẩm tại xưởng như này để quý vị thấy được cái quy mô sản xuất của tại Mộc Nam Huy như thế nào. Và đây là những cái mẫu kệ tivi bán rất là chạy quý vị nhé. Tại Mộc Nam Huy thì những sản phẩm này được làm rất là nhiều và bán ra rất là nhiều. Đây là chiếc có giá 18 triệu xin được công khai giới thiệu đến tất cả quý vị khách hàng. Quý vị có nhu cầu đặt hàng thì quý vị có thể nắm được giá tại Mộc Nam Huy, và quý vị hoàn toàn có thể đặt theo yêu cầu với các kích thước dài ngắn cao thấp khác nhau, thì Mộc Nam Huy sẽ thi công và báo giá cụ thể đến cho quý vị về từng chiếc. Về các phần chân vẫn tiếp tục là các phần chân đặc nguyên khối có độ dày 8 phân quý vị nhé, nguyên tấm nguyên khối không đóng hộp đâu, rất là dày. Mặt nguyên tấm và các phần chân là nguyên tấm. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp của Mộc Nam Huy.